Cho toàn thể anh em không, nay làm cái video tổng kết này. Thứ nhất, tôi tổng kết là qua YouTube, còn là Facebook thì nó linh kinh lắm. Và thứ hai là tổng kết thời tiết trong cái thời gian vừa qua đến bây giờ. Phần thứ ba là tổng kết là những cái việc làm và việc làm cần làm và không cần làm là cái điều kiện tới. Thì đầu tiên tổng kết về cái thời tiết này là nói về thời tiết thì nói về số âm. Thì trong cái thời gian vừa rồi, đấy, nay là ngày 22 tháng 6 âm, 22 ngày tháng 6 và trong tháng 5 âm, thời tiết là nó nắng nóng nhé. Đấy. Ngày hôm nay là ngày lập thu, thì chúng ta phải hiểu rằng là trong tiết trời của gần những ngày lập thu như thế nào thì mấy hôm nay chúng ta hiểu rõ rồi. Và khi mà chưa đến lập thu là trong tháng 5 và tháng 6 đấy, thời tiết là nó nắng nóng, nắng nóng. Thời tiết thì nắng nóng thì kết hợp với nguồn phấn khan hiếm là đàn ông không phát triển, và do thiếu phấn thời tiết nắng nóng nữa là ông chúa là lắm đàn là tịt đẻ và đẻ ít. Đấy, đẻ ít là thời tiết là như thế. Thì từ cách đây phải một tuần rồi, mưa miền Bắc trở lại là đàn ông nó sẽ từ từ nó sẽ đẻ lại. Đến hôm nay chúng ta phải hiểu thì con ong là phát triển theo thời tiết. Nếu mà tình trạng như bây giờ đấy, là đàn ong mới đang khôi phục trở lại. Do người nuôi cầm quân có tốt hay không và đầu tư có tốt hay không, đầu tư đây có tốt hay không, thì đàn ong nó chỉ có mật và phấn, và phấn và mật, thiếu một trong hai cái này đàn ong không phát triển. Nhiều người làm rất tốt đấy. Về về cái tổng kết về cái thời điểm thế, từ nay trở đi là thời tiết là nó sẽ mát hơn, nắng có nắng nhưng mà nó nắng không kéo dài như cái nắng gió tây về tháng 5 âm. Bạn phải chú ý về cái điểm này. Thì tôi sẽ tổng kết lại. Một, đây là ong của những video mới đăng trong tầm 2-3 hôm nay. Chúng ta chú ý. Thứ nhất, về lấy ong từ Thanh Hóa ra về đến Ninh Bình rồi đến Tuyên Quang, còn ong đồng bằng thì không nói. Đầu tiên là cái kênh của Nghĩa Ong Bến Nghĩa là có đi thăm của một bác chuyên nghiệp hơn 100 mấy đàn đấy, nhưng mà ở 100 bao nhiêu đàn thì đã nói về hệ người ta nuôi già đời rồi thì người ta đầy kinh nghiệm rồi, mất tiền ngu nhiều rồi, thì ong toàn rút về thế hai. Đấy. Và sau đây của ông Trung mới đăng ngày hôm qua nhé, một số đàn cũng ở thế hai. Gì ạ? Và tiếp theo nữa, ong của Lâm Bình. Chào các bác nhá. Trời mưa quá Lâm các bác Bình ạ. ở Sơn Dương Tuyên Quang là đất Hôm nay là lập núi thu nhé. đấy các bác ơi.
đất có keo nhé. Ông bắt đầu phát triển trở lại đấy. Nhưng bác phải đầu tư cho ăn. Ông còn yếu thì mình phải đầu tư cho ăn. Có thể thúc cho ăn đấy các bác nhé. Sau khi cho ăn thì đây là kết quả tất sau 5 cả ngày trong mà 3 em tỉnh này. Cha và cho ông ăn các bác nhé. Thanh Hóa này, Ninh Bình này, Sơn Dương Tuyên Quang này. Đấy. Là đều rút ong đàn từ thế 4 năm về thế 2. Đây, đây là những cái đàn mà sau khi mà mình kiểm tra mình đã ong tiến hành hóa cho mình các bác này. Mật bắt đầu có này. Tôi cũng không biết chi tiết rõ lắm nhưng mà là giờ nhộng là kem. Các bác thấy không sáp biết là bác có bò phấn hay đây không? Đây là sáp bò mà đàn ong vừa mới nới các bác nhé. Lắm. Do người là mình cho ăn đấy. Lại. Cho ăn nó nhiều mật đấy các bác. Thứ hai nhiều của ông Trung chuyên ong. Ông Trung chuyên ong thì ông cái xu hướng là có ăn và thời tiết nó cũng mát dần. Ma quái rồi. Trên em thì về đêm các bác nhé. Chọn những đàn hai rất đẹp. Nếu như mà ở nhà sàn đấy. Như trước cái trước và đêm ông ở Lâm Bình là ở nhà sàn thì ông Lâm Bình Sơn Dương Tuyên Quang về đêm thậm chí không cần bật quạt cho các bác ạ. Thể đấy loại là toàn ông thời điểm này mưa thì mưa cũng nhiều thật nhưng mà để chúng ta xem vẫn tranh thủ đi kiếm ăn được các bác. Này. Tôi đã ghi rõ ong của từng miền từng tỉnh một. Đây này các bác này vẫn có phấn này. Chỗ em thì chỉ thiếu mật thôi. Các bác có hôm mà có một vị. Giờ sau đây tôi tổng kết nha, những việc thứ ba là tổng kết những việc không nên làm và nên làm. Đầu tiên là tôi tổng kết lại nói về nuôi ong. Nuôi ong, người nuôi ong mới hay là nuôi ong lâu thì chúng ta phải biết rằng là thứ nhất là mùa nào là mùa thu mật và mùa nào là mùa dưỡng. Đấy. Ong về mùa mật thì đàn ong nội là phải đông quân và nhiều cầu. Đấy. Đông quân và nhiều cầu. Miền Bắc thì có vụ vải nhãn và có vụ mật hè. Và đến bây giờ là cái vụ mật hè đấy là nó đã hết cách đây hàng tháng rồi. Đấy là về mùa mật. Về mùa dưỡng, khi đã hết mùa mật thì đàn ong từ 4 năm cầu chúng ta phải rút về đàn ong thế bé. Giống ong nội thì thế đàn bé tính chia đàn cao. À, chúng ta phải nhớ nhé. Thế đàn bé này tính chia đàn thì cao này, khi gặp nguồn mật phân tốt. Khi gặp thời tiết bất thuận, thiếu mật thiếu phấn là đàn ong nó hay nghỉ đẻ. Thế thì trong cái vụ mật hè vừa rồi đấy thì chúng ta đàn ong nó đông, đông thì ong chúa đẻ nhiều, ong thợ nuôi ấu trùng do nguồn mật phấn nó tốt thì ong chúa nó sẽ đẻ tít. Khi nó đã đẻ ở cái đỉnh cao rồi thì đàn ong đến cái lúc gặp khó khăn như vào đầu tháng 6 và cuối tháng 5, thời tiết nắng nóng, ong, đàn ong thiếu phấn. Các bạn ở trên miền núi thì nhiều mật. Thì tôi đã chia sẻ rồi. Khi đã bước vào vụ gọi là kết thúc, người nuôi ong phải biết rằng là kết thúc vụ mật hè thì đàn ong là phải rút từ đàn thế 4 cầu về thế 2 cầu. Khi rút về thế 2, nơi nào mà đủ mật mà thiếu phấn thì chúng ta phải bo phấn. Và thiếu mật thì phải cho ăn mật thêm, như trường hợp của tôi là
đầu tư cả hai, cả cho ăn đường và cho ăn phấn. Còn các bạn phía Bắc là không cần. Thế thì như ngày hôm qua tôi đã chia sẻ rồi, ong của thầy giáo ở Thanh Chương Nghệ An này về vừa xong thì chúng ta xem ong Thanh Hóa này. Đấy. Rồi ong Ninh Bình này, rồi ong Ý Yên Nam Định này, ong Sơn Dương Tuyên Quang này. Nhưng mà nuôi ong phải đầu tư như kênh ong Lâm Bình, mà không cho ăn là đàn ong không phát triển. Dù bạn có ở tỉnh Tuyên Quang, huyện Sơn Dương, thuộc huyện miền núi, bốn xung quanh là đều là có một cái điểm chung. Nuôi ong, người mới nuôi hay nuôi chuyên nghiệp cũng thế thôi. Mục đích đầu tiên là phải giữ đàn ong phải đông. Mùa mật thì lắm cầu, nhiều quân. Mùa dưỡng thì cũng phải là đông ong thợ nhá. Và lắm và ít cầu. Một cầu ong mà đủ tiêu chuẩn thì chúng ta xem cái video sáng hôm qua của thầy giáo Vũ Anh Tuấn ở Thanh Chương về Nghệ An và của bác Nguyễn Mạnh Cường ở Ý Yên Nam Định. Thế thì khi đàn ong mà nó đã đông ấy, đầu tư nó sẽ giảm đi. Đầu tư nó sẽ giảm đi. Nhất là các bạn ở vùng miền núi. Như ong của Nguyễn Mạnh Cường thì không cần phải bo phấn. Bo phấn vì đặt ong thưa, có khi chỉ 10 đàn hay là 15 đàn, đàn ong quân đông, mà trong cái bán kính này nó tầm độ khoảng 5 km vuông, thì là cái bán kính chỗ trại ong đấy là 10 đàn đấy là nó đã có 2 cây rưỡi, 2 km rưỡi thì đủ mật đủ phân. Đấy, chúng ta phải chú ý. Thế thì từ sáng hôm qua là tôi đã quay lên để chúng ta, và hôm nay để chúng ta tham khảo những cái việc lên làm và không lên làm. Đầu tiên thì tôi nói là phân tích ra là chúng ta xem, chúng ta phải hiểu về việc lên làm và không lên làm. Nếu mà chúng ta để cái đàn ong yếu mà ít quân, như cái hiện tượng của tôi, ong bây giờ gọi là quân thôi, gọi là tạm quân thôi, còn dư quân là không có, thì tôi phải làm theo một cái cách khác của chúng tôi. Đấy, giữ đàn ong nó tà để giảm chi. Đấy, giảm chi. Nhưng mà trong thời gian tới này đấy, như cái trại ong của tôi này mà muốn ong mà nó lên mạnh thì phải tầm từ 20 đến 40 ngày nữa đàn ong nó mới phát triển ở cái chế độ cực mạnh, thì lúc này là tôi sẽ chăm thoải mái. Giờ có chăm tốt chăng đi nữa đi đâu, nhưng mà đàn ong nó vẫn chưa phải là gặp cái thời tiết thuận lợi để nó phát triển. Thế tầm 1 tháng nữa đấy, thì cái dàn ong này chăm thoải mái luôn, chăm đến đâu là biểu hiện ong lên đến đó. Thế thì trong cái thời gian tới này thì cái việc làm đấy tôi cũng chia sẻ nhiều rồi. Chúng ta đầu tiên là luôn luôn làm thử lấy đàn ong chúng ta nuôi để chúng ta rút ra kinh nghiệm, rồi một vài năm nữa là chúng ta thành thạo rồi. Đấy. Chúng ta phải thử nghiệm nhé. Thì tôi đã nói rồi, đã về cái mùa này, giờ là ong đã vượt hè là đã xong rồi nhé. Trừ trường hợp mà ai làm sai
là đàn ông chưa có giọng. Thế còn chúng ta xem từ đầu mấy video Thanh Hóa rồi Ninh Bình rồi Tuyên Quang đấy, toàn đàn ông rút về thứ hai phát triển rất tốt, rất đẹp. Còn như kênh của mật ong núi cứ khoe nhiều mật, nhiều mật chỉ giải quyết được cái vấn đề gì, không giải quyết vấn đề gì, cái đấy để tôi giải thích sau. Những việc lên làm này, giờ là về mùa dưỡng, đàn ong là nó không thể phát triển nhanh được, chúng ta phải rút đàn ong về thế bé đàn đi, kể cả một cầu, thiếu mật thiếu phấn phải bo luôn, bo luôn, thiếu mật phải cho ăn được, đây là nguyên tắc. Chờ cho 10 năm 20 ngày nữa đàn ong mà nó đã đẻ lại và ông thợ nuôi ấu trùng, ông thợ nó ăn nhé, thì nó mới nuôi được ấu trùng nhé. Có mật có phấn thì chúng ta bo thêm đấy, phấn đấy, thì đàn ong nó mới nuôi được ấu trùng, thì từ từ đàn ong nó sẽ đi lên. Trong vòng một tháng nữa thì chúng ta mới tính đến chuyện xây cầu. Tùy theo từng người nuôi mà điều khiển đàn ong tốt. Khi đàn ong mà đã đông rồi, trong vòng một tháng nữa là chúng ta xây cầu. Xây cầu. Thì trong cái thời gian này, nhiều bạn hỏi là ong nó đã tụt đáy chưa? Ong hiện nay là đã tụt đáy rồi, tụt đáy xuống rồi, và trong đàn chúng ta là hầu như là không có ong được, và trong cái thời gian này là không được thay ong chúa này, không được chia đàn này, và ai mà có nhu cầu mà không xây cầu đấy, đừng có cho lên xây sớm, chúng ta xây từ từ, thì chúng ta là những người mới nuôi thì không thể cầm cự được. Mục đích từ giờ đến cuối năm là phải đầu tư mạnh này, đầu tư mạnh này, và tiếp tục theo cái thị trường của người nuôi ong, ai mà bán được ong giống thì phải càng phải đầu tư mạnh, và ai không bán được ong giống thì chúng ta cứ cầm cự thôi. Còn đến cái lúc mà thời gian mà nó tốt, thời tiết thuận lợi thì đàn ong nó mới phát dục, mà nó sẽ đẻ kịch xả. Hiện nay là nó mới đẻ dần dần đi lên, thì nó phải mất 30 ngày nữa. Đấy, chúng ta cực kỳ chú ý về cái điểm này. Thế còn chúng ta cũng phải nên biết nuôi ong thì có hai hình thức. Hình thức một chuyên nghiệp, những người chuyên nghiệp thì không phải nói, hiện nay mà đã cỡ chuyên nghiệp người ta để chuẩn bị di chuyển từ rừng về đồng bằng, mà đang chuyển nhé, đang chuyển nhé. Còn các bạn mà nuôi tại chỗ, nuôi tại chỗ thì chúng ta làm sao mà ở trên miền núi thì nó mật thì nó sẵn rồi, mật keo thì nó sẵn rồi, và nó chỉ thiếu phấn. Thiếu phấn thì chúng ta phải bo phấn, bo phấn ở trên miền núi đợt này là bo vớ vẩn là đến tháng 8 đấy, không nói chuyện đơn giản đâu. Phấn lúa chỉ có 10 ngày thôi, không có lâu đâu, 10 ngày là hết. Thì bắt buộc là các thợ chuyên nghiệp là phải di chuyển về đồng bằng. Người ta đã tìm cánh đồng ngô đấy, di chuyển về đồng bằng và tránh ong rừng, tránh ong rừng. Thế thì hiện tại bây giờ là thợ chuyên nghiệp người ta đã tính rồi, mà như tôi đã làm nhiều năm, khi rằm tháng 6 âm cái là chúng tôi chuyển ong từ rừng về dưới này, thì trong vòng một tháng là đi vào những cái vùng phấn nhé, là chúng tôi không phải mất tiền phấn, và chúng tôi không phải cho ăn, vì đàn ong ở trong bánh tổ là đã nạp đầy mật rồi. Đấy, đây là thợ chuyên nghiệp và tránh ong rừng. Thì đến tháng 9 âm, trong vòng tháng 9 âm người ta lại chuyển ong lên rừng, chúng ta đón cái vụ hoa về
gọi là mùa thu đông. Thế thì chúng ta nuôi ong tại chỗ thì chúng ta cũng phải biết rằng là trong cái thời gian tới ở miền núi là cực kỳ khó khăn về cái nguồn phân. Nguồn phân cũng như dưới đồng bằng này được. Và tôi đã... chúng ta phải cực kỳ chú ý. Thế mà đàn ong mà nó có phát triển được có tốt hay không, tầm đẻ kịch xa hay không, có một cái cầu nhộng, không có một lỗ trống nào đấy, thì cả miền Bắc này mỗi có một người làm được, cái tôi cũng chưa làm được, thì nó phải tầm khoảng tháng nữa, từ 30 đến 60 ngày nữa thì mới có gọi là ong đẻ kịch xà và bắt đầu đàn ong. Khi lên đàn ong trong dịp tới này, lên tới đỉnh cao thì bắt đầu là nó mới đẻ ong được. Khi bao giờ mà chúng ta thấy đàn hai cầu mà đã có biểu hiện là ong xây ong đực là lúc đấy là đàn ong đang thời kỳ phát triển mạnh của thu đông. Thế thì hôm nay cũng chia sẻ tản mạn để các bác các bạn tham khảo nhé, tham khảo và nghiên cứu và làm thử nghiệm, chúng ta đúc kết ra kinh nghiệm. Còn tôi nói là tôi không dám khẳng định là các bạn các bác cũng phải làm theo tôi, còn cái này là do người nuôi quyết định, chúng ta phải làm thử. Những đàn ong của chúng ta nuôi rồi chúng ta lấy ra kinh nghiệm rồi chúng ta cũng thành những người nuôi ong giỏi. Video cũng tạm dừng, nhưng mà ủng hộ kênh thì các bác nhớ đăng ký đi, nhấn chuông like, chia sẻ và để lại một bình luận phía dưới.